Còn con thì mạnh mẽ quá thì không chịu được. Có lúc đầu tập kịch em ra đi em nói rất nhanh nên con theo đuổi em. Con phải nhanh chóng nghe. Trong quá trình tập thì con có quên lời thì Khải quát nóng tính và quát con. Nhiều khi mình bức xúc bởi các bé chưa bộc lộ hết cái tính chất cũng như là cái tiểu tiết mình đưa vào. Bé làm quá hời hợt cho nên là mình cũng hơi nóng giận. Đấy. Con đang rất là gấp. Đủ màu xanh tím lam, con phải nói, con phải hát một cái cách nó rõ ràng hơn và nó biểu cảm hơn cho chú. Lời nhận xét của chú Đức Tuấn là hay, rất là bổ ích. Con đã rút ra kinh nghiệm là con không được nói nhanh và phải ra tính cách của một con công. Con quả thì phải điên rồ. Con quả thì hát rất là trong, rất là hay. Nhưng mà khi con quả hát thì con không biết con nào là con quả. Bởi vì con thấy giống hai con công bởi vì chị Hằng hát đẹp quá. Con rất thích tay con quả. Vì sao? Vì nó tham ăn, con cũng tham ăn. Chị đấy nha, chị đấy ốm thế này mà mỗi lần con ăn một một bát á. Chị đây này, 5 bát. Con á, chỉ ăn 1 bát thôi. Chị 2 bát trở lên. 1 bát ô tô, 2 bát trở lên, 1 bát ô tô. À, 1 bát ô tô là 4 bát. Đức Hoàng luôn có một sự tự tin và một cái sự tự nhiên nhất định mà lại đạt được những cái tiêu chuẩn cần thiết một cái diễn viên nhí trên sân khấu. Tất cả đã làm cho chú rất là bất ngờ ngày hôm nay và chú cũng rất hy vọng là mấy con sẽ bùng nổ hơn nữa, sẽ vô tư hơn nữa để có được những kết quả tốt hơn và mang đến cho chú sẽ ngồi xem các con diễn và hãy làm chú bất ngờ hơn nữa. Oh yeah! Bích Hằng và Gia Linh thì vô cùng thông minh và khả năng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt cũng rất tuyệt vời. Bạn Gia Linh luôn luôn tạo ra sự bất ngờ và Bích Hằng là luôn luôn tạo ra một cái cảm giác được chuyên nghiệp cho khán giả. Chính vì thế ngày hôm nay tôi rất hy vọng một trong hai bạn nhỏ này sẽ bứt phá.